cái họ phổ biến và đăng quảng cáo, họ xin họ có chương trình 5 phút, họ có chương trình 10 phút, họ có chương trình nửa tiếng talk show của họ. Bây giờ chuyện này chuyện chung, mình người bỏ công người bỏ của, bây giờ mình giúp trong việc này, họ giúp trong cái việc bỏ của. Mình chắc chắn là mình họ chỉ có cái giờ khoảng 15-20 phút cho cái chương trình của họ thôi, mà bây giờ mình vô mình lấn 15-20 phút thì không được. Nhưng mà nếu mà mình xin họ đọc dùng cái thông báo này thì họ sẽ đọc cho mình, tôi tin chắc rằng họ sẽ đọc cho mình. Mà nếu mà cơ quan truyền thông này đọc cái I mean, trong một ngày như vậy qua cái talk show, cái bắt đầu tới quảng cáo này lại xem vào cái thông báo này, sang cái quảng cáo khác xem vào thông báo này, sang cái quảng cáo xem mở đài kia lên cũng vậy nữa, cũng xem như vậy, thì quý vị thấy rằng là tất cả đều nói về cái này không à. Mà cái đó không có ảnh hưởng gì tới cái sự mà thiệt thòi của đài, bởi vì đài họ cũng đã bán những cái giờ đó rồi, mà cái giờ đó là sự tiếp tay của mỗi người trong đồng hương của mình. Thì tôi đưa ra cái ý kiến này và tôi mong rằng là tất cả mọi người chúng ta sẽ làm, mà tôi đã làm trước đây và nó work. Và cái điều này, cái tổ chức của chúng ta đang là lớn mạnh như vậy thì tôi nghĩ rằng là ai họ cũng tiếp tay vào trong đó. Thí dụ tôi nói bác sĩ Trọng Võ, ông có chờ giờ trên đó thì chúng ta hãy lựa xin ông, nếu xin talk show được tốt, không xin talk show được ít nhất là thông báo. Tôi nghĩ là ông từ chối. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần mà ban trật tự. Ban trật tự thì chắc có lẽ là tôi không thể nói hơn được là chữ Ngưu ở đây, chữ Ngưu có thể nói sơ về cái vấn đề trật tự đúng không? Vấn đề đó thì cả một vấn đề, thành ra tôi nãy giờ nói ví dụ mấy banner tôi suy nghĩ, bây giờ nhân viên tôi lúc đó đứng cắt này hết. Yeah. Mà quan trọng nhất là những cái đường ra và đường vô, nhất là chỗ cái khu vực chấm cái tượng đài và khu thông minh tượng đài. Thứ ba nữa là khi cái con đường mà đi ra phía sau đi qua chỗ cái Rose Center đó, đó là những cái chuyện đó bắt buộc anh em chúng tôi phải ở những khu vực đó rồi. Điều thứ hai nữa đó là ở cận khu vực cái trong tượng đài, tránh trường hợp mà đủ có những cái chuyện nó xảy ra mà mình đâu biết được. Đó, những chuyện đó là bắt buộc chúng tôi phải lo. Cái thứ ba nữa là cái việc mà những khu vực mà mình phải làm sao cố gắng tối đa để mình hướng dẫn người ta. Thứ tư là chuyện rà rẹt mà kinh cho VIP quan cách và số ca sĩ. Bắt buộc, xin lỗi nói thật sự đó, quan cấp đó, đôi khi họ chịu khó được chứ ca sĩ không chịu khó được rồi. Mình bắt buộc phải cho họ vô, bởi vì cái giờ ấn định cho họ vô để họ hát. Mà nếu mà không có cái cho bác sinh, đó là việc mà chính chúng tôi, những kinh nghiệm của những ngày qua đó, tôi thấy đó là một những cái mà chúng tôi phải phân tán lực lượng để mà lo cái việc đó. Là cái việc mà chúng tôi chọn cái banner, không biết lúc banner còn được mấy người để mà cầm cái đó. Tại tôi đang suy nghĩ, không mà bất cứ cái đại quê cách nào chúng tôi phải làm. Thì khi mà nói tập đại an ninh, ngoài cái việc nghi thức và khai mạc thì trong quân đội chúng tôi phải làm rồi. Để mà vấn đề trầu cờ, thứ hai nữa đại an ninh. Thứ ba nữa đó, thì xin đặt luôn cái vấn đề này nữa. Là những khu vực mà xe ra vào làm ơn, có sự hướng dẫn rõ ràng để đảm bảo được. Để tránh trường hợp can thiệp cảnh sát, đó là những việc mà chúng tôi phải làm. Thưa quý vị, vừa xong cái phần trình bày của chú Ngưu á, là chú biết rõ được cái vấn đề này, đảm bảo chú cũng là một trong những cái tổ chức đã bắt đầu ra trong cái này với lại cái chủ tịch xe. Cho nên tất cả những cái này được thảo luận hết. Và nếu quý vị nhìn thấy đó, chủ đề đó là ban trật tự xung quanh khu vực tổ chức, cái điều đó là điều quan trọng nhất của cái tổ chức của mình. Tôi nghĩ rằng là Liên Hợp Cựu Chiến Sĩ sẽ không cho những người nào mà có thể mà lọt vô trong đó để mà làm những việc này được. Mà tôi nghĩ rằng cái security ngày hôm đó tôi xin được nhấn mạnh Very tight. Ok. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai tôi để ở đó, nhưng mà tôi không biết là bên Liên Hợp Cựu Chiến Sĩ có người để làm hay không. Nhưng mà tôi xin được mời gọi ở đây là tất cả các đoàn thể là trật tự cái khu vực parking. Chúng ta sẽ mượn những cái khu vực parking. Ngày hôm nay tôi có gọi cho Andrew Nguyễn, như bữa trước tôi có nhận trách nhiệm để mà mượn cái parking đằng sau của cái tượng đài đó. Rồi thì ngày hôm nay tôi cũng có gọi cho xe đỏ Hoàng nhưng mà chưa trả lời, có gặp cô vợ nhưng mà chưa gặp được anh chồng. Thì họ nói là họ sẽ coi lại để chúng ta có những chuyến xe bus đưa người từ cái điểm này sang cái địa điểm khác. Ok. Thì tất cả những cái đó chúng ta đang là tiếp tục làm, chúng ta đang làm rồi chứ chưa phải là không làm. Chúng ta đang làm và tiếp tục làm để chúng ta có những cái nơi và xe bus sẽ chuyển người tới, hoặc là chúng ta có những cái nơi để cho đồng bào, để cho đồng hương có thể đậu xe mà không có cảm thấy gì đâu. Sẵn này truyền thông báo chí, nếu mà nói mà phần hai thì báo chí cũng hơi khó giải quyết. Tôi xin nói rõ là tới giờ phút này không có gì thay đổi, thì
cái khu Bắc Kinh có trường đang đi ăn xuống đó, yeah. Thì chúng tôi đã nói rằng ngày mai tôi sẽ apply để em cho họ mở cửa. À, người của mình sẽ giữ cái khóa đó cho tới lúc mà không biết cái giờ bắt đầu là từ mấy giờ để đồng bào có thể vào đó bỏ xe và cái xe bus sẽ đưa họ đi. Đó, vấn đề đó thì hãy nghiên cứu lại dài dắt, mà tôi xin cho nó rõ ràng. Vấn đề thứ hai nữa là trong những khu vực đó thì kể cả khu mà Bắc Kinh ở ngoài cái đường Lô Bạc đó, thì có lẽ là mình không có bê hưu, không có gì hết. Nhưng mà riêng cái trong cái khu vực của trường của Bô Xá đó, thì bắt buộc ta phải mở cửa mình mới vô được. Ngày mai chúng tôi sẽ giải quyết được. Thì để nói cho rõ luôn là ở trường trong đây hai khu chứ đừng nói chỗ này ở chỗ kia. Từ đó sẽ đưa về cho trường nào. Nếu chúng ta giải nếu chú Lưu ngày mai mà giải quyết được cái vấn đề ở ở trường Busa Kennedy High School thì chúng ta đã có được một số chỗ đậu xe rồi. Tôi có liên tôi có liên lạc với anh Andrew Nguyễn là của học khu đó, thì tôi biết là hồi trước anh có nói với lại khu để mở cái parking ở đằng sau cái tượng đài rồi. Ngày hôm nay tôi nói chuyện thì anh nói ok được, viết email cho anh ấy. Nhưng mà tôi muốn nói như là kiếm thêm, cho nên tôi nói anh là coi cái trường của trung học của Westminster có cái được hay không. Trung học Westminster lớn lắm, thành thử ra tôi nhờ anh coi là anh có thể nhờ được mà trung học Westminster học cũng có cổng như vậy, cho nên nếu mình cần cũng phải mở ra. Nhưng mà cái đó là chi tiết chúng ta sẽ đi vào sau đi. Nếu mà trong trường hợp có phiên họp tới, chúng tôi sẽ update quý vị về những cái chương trình đó. Chắc có lẽ chúng ta phải có một phiên họp nữa để mà finalize tất cả những công việc chúng ta làm. Bây giờ chúng ta nói tới cái gì? Nãy chúng ta nói tới cái ban trật tự, ban hướng dẫn đậu xe. Vừa xong chúng ta nói rồi là cử người hướng dẫn đậu xe thuộc các nơi có xin phép. Chúng ta có những cái địa điểm chúng ta xin phép rồi thì chúng ta có trách nhiệm chúng ta làm cái chuyện đó. Reserve khu vực đậu xe cho ban tổ chức, ca nghệ sĩ và quan khách. Điều đó chúng ta có nói là ở trên là ban tổ chức phải làm. Và khi chúng ta có làm rồi thì chúng ta phải có cái đoàn thể nào phụ trách cái đó, nhận cái đó để làm. Chứ chúng ta reserve đó rồi chúng ta để đó, người ta đi vô, người ta cầm cái này kéo ra chạy xe vận động. Cho nên chúng ta cần phải có người, cần có cái toán phụ trách cái đó. Và dĩ nhiên những cái đó chúng ta phải có cái thẻ. Và những người có thẻ thì mới vô được, còn không có thẻ no way. Thì cái chuyện đó mình sẽ, cái đó tôi muốn nói ra như vậy để cho quý vị ngồi đây cũng là bảo tôi không biết làm cái gì. Đó, công việc nhiều lắm quý vị, thì quý vị nhận cho một việc đi, rồi bắt đầu sẽ phân phối với nhau. Ok, bây giờ đi tiếp cái ban tiếp tân. Đó. Chúng ta cần với ban tiếp tân là bởi vì sao? Khách tới ban tiếp tân này thì cũng phải có cái người mà gọi là cũng biết về cộng đồng, biết về người này người kia chút xíu. Ông thượng nghị sĩ ông tới mà không biết ông là ai hết, thấy ông Mỹ mà đó, thấy ông Mỹ cao cao vậy thôi, biết vậy thôi thì cũng không được. Mà ông tới mà ông thấy ông cứ đi vậy mà không ai nói gì cũng không được. Còn gặp ông này thì ông nói đâu phải trách nhiệm tôi đâu, tôi làm tôi lo chuyện khác thôi. Ông biết nhưng mà ông nói tôi đâu phải trách nhiệm tôi. Thì thành thử ra tới hồi cuối cùng hoặc mình mời họ tới. Và mấy người mà mời thì đang đứng ở trên sân khấu, đang là lo cái việc trên đó. Cho nên chúng ta cần phải có ban tiếp tân. Ban tiếp tân là nhắm coi những người đó là những người khách của chúng ta. Và những người khách đã được có trên danh sách rồi, quý vị có danh sách đó, quý vị họ tới, quý vị mời họ vào. Hoặc là chuyện cơ quan truyền thông tới, cơ quan truyền thông Mỹ, cơ quan truyền thông Việt tới, quý vị cũng là những người mời họ. Và khi quý vị mời họ như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ lấy danh sách. Và khi quý vị lấy danh sách được rồi á, thì quý vị đưa lên cho cái người mà phụ trách chương trình, là cái người mà stage manager ở đó, hoặc là đưa cho MC để họ có thể nêu tên. Trong dĩ nhiên chúng ta làm có thể bị miss cái này, mình miss cái kia, mình miss cơ quan này, miss cơ quan truyền thông kia, nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, và chúng ta có cái ban đó để làm chuyện đó. Tuy nhiên là nhận diện ra quý vị quan sát và mời vào ghế danh dự. Chúng tôi đã order ghế, hiện tại bây giờ bữa trước chúng ta nói 500 ghế phải không? Nhưng mà em thấy cái sự đưa qua đưa lại, cái người nói 100, người nói 200, em chỉ được 300 rồi. Ok, nhưng mà bây giờ mình muốn tăng bao nhiêu thì tăng thôi, em chỉ gọi một cái điện thoại và tăng lên thôi. Thì bây giờ đó, tôi đã reserve 300 ghế, tại vì bên anh Trúc Hồ cũng như là anh Toàn, sinh viên Toàn đó, và nói rằng là nếu bây giờ chúng ta không nên để ghế nhiều, để khoảng chừng 100 ghế thôi, ok, cho qua quý vị quan khách với này kia. Nhưng mà qua sự thảo luận, qua có những người nói rằng là có những người cụ già, họ đứng đó 3 tiếng đồng hồ, thấy cũng khổ tội nghiệp cho họ rồi này kia. Thì bây giờ đó, chưa biết là chúng ta phải reserve bao nhiêu thì nó đủ, và cái nào là cái đúng. Nhưng mà tiện đây cũng hỏi ý kiến quý vị luôn, ý kiến của anh, tôi đưa qua ý kiến của anh Trúc Hồ với ý kiến của anh Thanh Toàn. Bây giờ tôi đưa ý kiến của anh Ngưu cũng ở đây, và ý kiến của quý vị cũng là cái ý kiến mà chúng ta sẽ gom lại với nhau
để đúc kết, và khi quý vị quyết định cái đó rồi thì tôi sẽ đưa lại tôi nói chuyện với anh Chức Hồ và toàn thể họ nghĩ như vậy. Chức Hồ tôi nghĩ rằng bằng này người thấy Chức Hồ cũng nói ok, với lại chuyện này nó không đáng để chúng ta phải trở vào toàn sâu. Ok, mượn projector và mượn screen, lý do mà tôi đưa ra cái này đó là bởi vì tôi nghĩ rằng là cái tượng đài, quý vị biết cái tượng đài rồi, nếu mà chúng ta lấp hết cái tượng đài đó đó thì chúng ta cũng chỉ có độ khoảng 5-7 ngàn người là cao lắm. Tôi không nghĩ là tính 5-7 ngàn người nữa. Cho nên mà chúng tôi nghĩ rằng là cái ngày này nếu chúng ta làm đúng những cái gì chúng ta đang là kế hoạch ở đây đó, mà chúng ta làm như vậy đó, mọi người chúng ta đồng lực mà làm á, tôi nghĩ trên 10 ngàn người, mặc dù ngày hôm đó là ngày thường, mà nếu chúng ta có trên 10 ngàn người có nghĩa là người sẽ đổ tràn qua bên cái parking bên kia, và khi mà đổ tràn sang cái parking bên kia đó thì chúng ta phải làm sao mình đã mời họ tới đây rồi, không lẽ họ tới đây họ coi thấy cái gì họ về. Chúng ta phải có những cái projector lớn để mà đưa thẳng ra ngoài đó. Tất nhiên ở trong này quý vị không nhìn thẳng được sân khấu thì quý vị cũng nhìn thấy những cái projector đó, và quý vị cũng đang tham dự trong những cái việc chúng ta cần làm. Cho nên chúng tôi dự tính là sẽ có hai cái projector tập lớn, và chúng ta cần phải đưa xa bao nhiêu thì chúng ta sẽ đưa xa. Chúng ta sẽ làm việc chung với cái ban technical đó, sẽ làm việc chung với lại bên SPTN để chúng ta nối dây từ đó ra projector, và như vậy thì tất cả mọi người họ tới họ không phải về, chắc chắn họ sẽ tham dự cái chương trình đó. Thì thử ra quý vị thấy rằng là mà khi mà tôi đưa ra, tôi rất là ngạc nhiên khi tôi đưa ra cái ý kiến này thì anh Chúc Hồ đồng ý ngay và anh sẽ bảo trợ cho chúng ta hai cái vấn đề mà muốn check projector và projector screen. Xin một tràng pháo tay để cảm ơn anh. Ok, cùng với cái ban technical, cùng với trung tâm Asia set up projectors cho đồng hương theo dõi, cái đó chúng ta mới đi qua, chịu trách nhiệm chăm sóc và mang về. Tôi thưa quý vị, mình mướn xong rồi mình không có chăm sóc nó, mình không lấy về rồi tới hồi mình đền thấy mồ luôn đấy. Mình thử ra cái người nào hoặc cái ban nào chịu trách nhiệm cái đó, you are responsible all the way. Ok, chứ không có chuyện mà làm nữa rồi bắt đầu để đó tới hồi cuối cùng ban tổ chức chúng ta bị chịu trách nhiệm hết. Ok, ban liên lạc tôi đã liên lạc với anh Nguyễn Hồng Chi, anh sẽ chúng ta có những cái CV. Ban trật tự chắc chắn là phải có CV rồi để liên lạc về với lại cái stage, có chuyện gì ở dưới kia sẽ nói về cái stage là ok bây giờ như vậy, hoặc là những người ở mà dự gọi là coi những cái parking á, có cái vấn đề gì cũng sẽ liên lạc về cái trung tâm điểm ở cái ban tổ chức. Như vậy ban tổ chức cho dù họ ngồi một chỗ nhưng mà họ biết được tất cả những cái gì nó gồ ra hết. Cho nên chúng ta sẽ có cái hệ thống truyền tin, và hệ thống truyền tin đó chúng ta sẽ nói chuyện được với nhau. Và dĩ nhiên một điều mà tôi nói chuyện với anh á, anh sẽ giúp không, nhưng mà cái điều quan trọng là chỗ này, tại vì tôi cũng nhờ anh nhiều rồi. Khi mà anh làm cái chuyện đó, anh sai cho người nào, nếu quý vị giữ cái đó, quý vị phải chịu trách nhiệm cho nó. Chứ quý vị giữ xong rồi quý vị đưa cho người khác á, mà quý vị không lấy lại á, người khác cầm đi đưa cho người khác nữa, tới hồi cuối cùng không biết ở đâu hết. Cuối cùng trở lại á, khi anh tổ chức anh đưa ra cho 30 cái, tới hồi cuối lại còn 10 cái, lần sau ông đâu cho anh mới được nữa. Cho nên anh nói là ban tổ chức phải chịu trách nhiệm cho cái đó. Thì giờ ban tổ chức nói lại, ai là người cầm cái đó, người đó chịu trách nhiệm cho cái đó. Quý vị sai, quý vị đưa driver license, xin lỗi, không có cần cái đó. Nhưng mà quý vị sai tên, quý vị nhận cái đó thì quý vị phải chịu trách nhiệm nhé. Ok, ban vận động quảng bá, cơn nãy mình đi qua cái ban vận động quảng bá nhiều rồi. Vận động các cơ quan truyền thông báo chí xin talk show đọc và đăng thông báo của ban tổ chức. Vận động các cơ sở thương mại xin đọc cái thông báo, nãy mình nói cái đó rồi, của ban tổ chức từ nay cho đến ngày tổ chức, từ hôm nay, từ ngày mai. Vận động các vị lãnh đạo tinh thần và tham dự, xin lỗi thưa quý vị, tôi phải nói câu này, vận động các vị lãnh đạo tinh thần, nhiều khi các vị lãnh đạo tinh thần rất là bận rộn trong cái công việc phục vụ hay là trong cái việc chùa hay về việc này kia, họ không có thời gian, nhưng mà họ rất là có lòng để mà đến với, nhưng mà tại vì quá nhiều việc đi, họ không có nhớ tới cái thời gian đó, cho nên anh em chúng ta có cái trách nhiệm là gọi điện thoại để xin mời họ đến với mình, và khi họ nhận được cái thư mời như vậy thì họ cảm thấy rằng họ phải có trách nhiệm, và họ thấy rằng là họ sẽ bỏ vào trong cái chương trình của họ thì lúc giờ họ không quên được. Thành thử ra tôi gọi ở đây họ tôi không biết gọi làm sao, nhưng mà các quý vị lãnh đạo tinh thần, mình mỗi một cái tổ chức, mỗi một đoàn thể, mỗi quý vị ở đây là một đoàn thể, quý vị cũng có liên hệ qua Công giáo, Phật giáo, Tin lành, vân vân và vân vân, quý vị có thể làm cái đó. Và dĩ nhiên ban tổ chức ở đây sẽ phải là người liên lạc với hội đồng liên tôn để xin hội đồng liên tôn. Tôi nói như vậy có nghĩa là sao?
chúng ta có cái sự, ở đây chúng ta không nói tới là chỉ có đồng tư tham dự thôi, còn các vị lãnh đạo tinh thần đâu hết rồi. Từ ngày hôm đó chúng ta thấy một rừng, xin lỗi, một rất đông các vị lãnh đạo tinh thần ở đó, chúng ta lên tinh thần lắm chứ. Và ngày cái lúc giây phút cầu nguyện của chúng ta nó linh thiêng hơn, và các vị lãnh đạo tinh thần, các vị đại diện các tôn giáo, rồi các vị hội đồng liên tôn cũng có mặt ở đó để dâng lời cầu nguyện cho quê hương Việt Nam của chúng ta. Tôi thấy là cái điều đó rất là quý. Bởi thế cho nên nếu, tôi xin một lần nữa, nếu quý vị có liên hệ và quý vị có ảnh hưởng được tới những vị sư, với những linh mục, với những hiền tài, với những vị mà đại diện cho tôn giáo, xin quý vị giúp ban tổ chức chúng mình một tay để mời những người đó. Nếu quý vị nghĩ rằng là cần phải có giấy mời, thư mời đàng hoàng, thì dĩ nhiên ban tổ chức cũng sẽ có thư mời đó cho quý vị. Ok. Rồi. Dạ vâng. Cái vấn đề quý vị đại diện các tôn giáo, kể cả quý vị hội đồng liên tôn bây giờ đó, thì tôi đã nói họ tới cách nay khoảng cách tuần rồi. Tới giờ nào chưa thấy ai phản đối đó. Phản đối, chưa phản đối nhưng có tham nhận hay không? Chưa phản đối nhưng có tham nhận hay không? Mà không dám phản đối. Rất là quan khôn cái việc này. Thấy chưa? Họ hứa với tôi là họ sẽ đến. Đó, nhưng mà tôi sẽ nói chuyện với họ trước, hoặc là một vài hôm nữa tôi sẽ coi ai đến đó mới được. Đó phản tôi đó. Ngoài nhưng ra đó, tất cả quý anh em có thể trợ giúp trong cái đó. Thì có một số quý vị trong cái thành phần của hội đồng liên tôn thì cũng có thành phần người tới. Còn như các đại diện của các tôi với linh mục của các ông ấy thì chỉ nói thế hả? Thì quý vị có thể mời ông đến để cùng đứng chung chúng ta để làm cái lễ cầu nguyện cho nó. Mời chị. Tôi có ý kiến là nếu mà mình muốn mời các dân cử đó là mình phải mời từ bây giờ, chứ cái chương trình của họ thì rất là thay. Nếu mà mình mời trước một tuần là họ không có đi, cái đó là chắc chắn. Thành ra các dân cử, nhất là người cái cấp liên bang đó, là họ rất là... Tôi thấy cái đó là ý kiến chị Hiền đó, để nhắc cho ban tổ chức. Thứ nhất là ông mà được chịu trách nhiệm bầu lên đây. Bởi vì đối với quý vị dân cử của phía chúng ta đó, thì ta phải gọi cô cho nói chuyện được. Còn bên đây ít nhất phải có một cái thư mời hoặc là một cái gì đó để gửi đến văn phòng của họ để họ sắp chương trình. Dạ, chứ ta không thể nào nói chuyện em được. Em cũng có xin ý kiến của chị Hiền á. Thì bên các vị linh mục cái hiện tại với các sư mình cũng nên làm một cái giấy mời đi. Ban tổ chức nó có vẻ nó hơi thận trọng tí cho nó. Dạ. Okay. Nếu mình gọi điện thoại nó thấy nó cũng hơi kỳ kỳ. Dạ vâng, chính vì trên đó mình có cái đó là mình có soạn thư mời để mời tất cả các vị đó rồi. Ok, bây giờ đó, trong cái chương trình ngày hôm đó, dự tính chúng ta nên có cái phần biểu tình trong đó. Những cái phần biểu tình là cái phần mà lúc chúng ta nói lên cái tiếng nói của chúng ta. Thì cái phần đó là các đoàn thể làm việc chung với nhau. Cái nãy thì chúng ta cũng có cái phần, có thể là cái phần biểu tình đó là cái phần mà cái nãy gọi từng đoàn thể và đoàn thể la lên. Nhưng mà chúng ta nghiên cứu coi chúng ta còn làm cái gì khác hơn. Tới giờ này chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ có cái phần biểu tình đó, nhưng chưa biết là cái chi tiết nó phải làm sao. Tại vì mình phải nhìn coi là 5-7 ngàn người, 10 ngàn người như vậy, chúng ta biểu tình làm sao. Như nãy nói đó, là biểu tình làm sao mà nó có ý nghĩa, nhìn vào á, cái trật tự nó đúng, chứ không phải là biểu tình để làm hỗn loạn lên. Thì thử ra cái đó chúng ta cần phải nghiên cứu. Cho nên nếu mà chúng ta dự tính làm cái đó thì tôi nói là mình phải có cái ban phụ trách về biểu tình ngồi xuống làm cái kế hoạch đàng hoàng rõ ràng. Dĩ nhiên là anh em chúng tôi sẽ ngồi làm việc với quý vị nữa. Rồi chúng ta có, nếu mà chúng ta phụ trách cái thắp chương trình thắp nến, tại vì cầu nguyện có thắp nến và cái đó nãy mình nói là rất là ý nghĩa. Mà nếu mà chúng ta phụ trách cái phần thắp nến đó, chúng ta cũng cần phải coi lúc nào là chúng ta phải đưa cái nến ra. Tôi chỉ nói một cái thí dụ thôi, đưa nến ra thôi. Đưa nến làm chúng ta đưa nó làm rối loạn lên, bắt đầu trên kia chương trình ồn ào tùm lum la hết, thì cái nào làm cái đó nó không có được trật tự cho lắm. Thì thực ra chúng ta cũng phải có chương trình là lúc nào chúng ta đưa ra và đưa ra bằng cách nào để làm sao cho nó không có ảnh hưởng tới cái chương trình đang xảy ra. Cho nên là những cái đó mình phải có cái ban làm việc nghiên cứu nó và chuẩn bị đèn pin. Chúng ta đốt nến mà chúng ta chuẩn bị đèn pin tại hòm cho đốt nến, rồi cái cách thức phân phối thế nào, rồi chúng ta mời các hội đồng liên tôn và các vị lãnh đạo tinh thần lên cái lúc nào và họ nói làm sao. Ví dụ mỗi một vị đại diện nói thì nó nhiều quá, hay bây giờ chúng ta phải làm sao đó, thì những cái đó chúng ta phải bàn trước, rồi phối hợp với cái ban văn nghệ để chuẩn bị cái bài hát làm sao cho nó tâm tình một xíu. Chúng ta lên đó lúc bây giờ không còn hát bài đấu tranh được nữa, mà chúng ta hát một cái bài nào nó thấm thía. Thành thử ra cái ban đó phải là cái ban mà chuẩn bị những cái chương trình đó.
và ngồi trở lại nói chuyện với lại cái ban ban chương trình để họ biết được cái chương trình như sao. Cảm ơn. Bây giờ là 8:30 rồi, tôi thấy thời gian nó không còn bao lâu nữa, mà chắc chắn là chúng ta còn phải thành lập các ban. Thì cho nên tôi dành thời gian để thành lập các ban đi chứ. Dạ vâng, không chú, cho xin, cho chỉ còn có một hai mục nữa rồi, hết rồi. Thành thử ra chứ không lo cái đó đâu. Bây giờ hai mục này lại ngắn nữa, là cái ban phóng sự và tài liệu, chúng ta cần có cái ban nhiếp ảnh và quay phim. Chúng ta làm xong, chúng ta nên có một số cái hình ảnh tài liệu để chúng ta giữ lại. Và chúng tôi xin được, nếu quý vị có nhiếp ảnh gia ở đây hoặc những người nào đó volunteer để mà làm chuyện đó cho ngày hôm đó, và chúng ta chỉ biết là những người đó, và khi xong tổ chức rồi chúng ta sẽ trở lại mấy người đó để lấy hình ảnh về đây. Ok, văn nghệ đấu tranh thế này thì chúng ta không có bàn tới, nhưng mà văn nghệ đấu tranh là MC và các ca sĩ thì chúng ta sẽ đưa qua các chương trình của Asia, trung tâm Asia, họ sẽ làm chuyện đó. Và tới đây chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây để cho các quý vị có thể bàn thảo và chúng ta tìm tới cái vấn đề giống như chú nói. Tôi xin có một cái ý kiến rằng là chúng ta sẽ đi đến cái vấn đề quyết định là mỗi một cái ban ngành như vậy thì phải có một trưởng và hai phó để mà phụ trách với nhau lo cho mỗi một cái ban ngành. Kỳ vừa rồi đó là đại hội cộng đồng của Tin Lành của tôi này ở nhà thờ Crystal Cathedral có khoảng trên 7.000 người họp ở đó, thì ban tổ chức chỉ có nói chuyện và liên lạc với một trưởng và hai phó đó thôi, chứ còn ban tổ chức không có thể nào mà có đủ thì giờ người này muốn cái này, người kia muốn cái kia nữa. Thành thử ra là ban tổ chức chỉ có nói chuyện với một người trưởng ban kỹ thuật, một người trưởng ban này về ban ngành này và trưởng ban ngành kia, thì quý vị rằng anh Chí sẽ lo cái phần đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái quyết định rằng chúng ta phải quyết định người nào nằm ở trong cái ban nào. Nếu mà là ở trong ban chức tân thì cái người trưởng đó là lo về ban chức tân, phải có hai người phụ tá để lo cái vấn đề đó. Thành thử là chúng ta phải đi đến liền, chúng ta không còn giờ nữa. Cháu Quy Thiên có ý kiến nhỏ trở lại vấn đề để cho nó ban tổ chức nó dễ làm việc, là tôi có cái đề nghị là tất cả các câu khẩu hiệu là ban tổ chức viết ra, chứ không phải để cho các đơn vị viết. Nghĩa là ban tổ chức viết ra một số câu khẩu hiệu kể cả tiếng Anh, tiếng Việt, rồi màu sắc thì cũng ban tổ chức quy định luôn. Đúng rồi, đó là cái điều mà nó dễ nhất, còn để ai mạnh ai nấy viết. Có nhiều người họ viết những câu khẩu hiệu mang theo, họ viết những cái chữ rất là khó nghe. Yes, right. Thành ra qua những cuộc biểu tình tôi đã thấy, tôi đã chụp hình về, tôi để tôi làm kỷ niệm. Thành ra mình phải thống nhất một điều là bác tổ chức làm hết tất cả những điều. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn anh Huy. Dạ. Xin có người nào có ý kiến không? Xin mời anh, xin mời anh. Dạ. Chị. Xin mời chị. Tôi có cái câu hỏi là bây giờ mình có cái biện pháp nào đối với những người mà những thành phần dạ, ban trật tự sẽ, ban trưởng ban trật tự sẽ lo đó. Có lẽ là trưởng ban trật tự là anh Ngu sẽ có những người về vấn đề coi sóc rồi cái đó không sao phá rối. Dạ, còn ai có ý kiến gì nữa không? Còn ai có ý kiến gì? Dạ, xin mời. Còn tôi xin có ý kiến về cái phần mục đích đó, phải thêm vào cái chỗ phần mục đích đó là mình tố cáo đích danh Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước. Yes. Tại vì lý do như thế này, năm 1958 á, khi mà ông Phạm Văn Đồng ký cái công hàm để mà xác nhận cái chủ quyền của Trung Cộng ở trên mấy hòn đảo đó, thì cái lúc đó là cái lúc mà Trung Cộng nó đã đưa cái bản đồ ra rồi, nó kèm theo cái bản đồ rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam căn cứ vào cái bản đồ đó, ông Hồ Chí Minh mới chỉ thị cho bên kia ông Phạm Văn Đồng là ký cái công hàm. Chứ ông Phạm Văn Đồng không có quyền gì mà ký cái công hàm, phải có cái chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì năm 1974 đó, là quý vị nhớ là khi đó là Trung Cộng đánh Hoàng Sa và Trường Sa, mà bên Việt Nam Cộng Hòa bị bao nhiêu tàu bị đắm ấy gì. Thì ngay sau đó là báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam có đưa ra một cái thông báo là hoan nghênh cái việc mà Trung Cộng, mà bởi vì hồi đó chúng tôi có làm báo, chúng tôi biết là hoan nghênh cái hành động của Trung Cộng giải phóng hai quần đảo đó. Thế thì ở đây chúng ta nói rõ ràng là Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước, tố cáo đích danh cái đó, trong những cái biểu ngữ đó, trong những cái biểu ngữ, trong những khẩu hiệu đó, phải nói lên cái điều đó thì nó mới có ý nghĩa. Dạ, tôi cảm ơn anh, xin mời anh Cường. Dạ thưa, tôi xin có một cái đề nghị với quý vị.
chúng ta bây giờ đang chống Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam, Trung Cộng và Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài những khẩu hiệu quý vị đã nãy đã nói rằng là tiếng Anh và tiếng Việt, giờ chúng ta có lên viết những cái câu khẩu hiệu bằng tiếng Tàu, Tàu Trung Hoa cho để cho người ta biết. OK, cái đó thì ban tổ chức sẽ bàn lại với nhau và xin ai sẽ có thêm ba câu hỏi nữa, chúng ta sẽ đến vấn đề mà quyết định. Xin mời chị Chi. Dạ, không bây giờ chị cứ nói đi. Dạ. Làm cái nền vàng rồi cái sọc đỏ cho cái lá cờ để khi mà quay lên là cả một cái rừng cờ lớn như vậy. Rồi khi mà cái nội dung những chữ viết thì mình sẽ viết làm sao mà cho nó tất cả những hội đoàn ngồi xuống, ví dụ như chẳng hạn ví dụ như hội nữ quân nhân thì chúng tôi muốn viết như là giặc đến nhà đàn bà phải đánh, thì phải viết làm sao cho nó vừa đúng câu đó mà nó vừa có ý nghĩa là tất cả women đều fight for country, ví dụ vậy đó. Thì mình có thể mình viết giống như cái đơn thôi mà mạnh ai nó viết đó thì nó cũng nhỏ vậy. Khi mà ngồi xuống bàn vậy thì ban tổ chức ví dụ như 50 hội đoàn thì estimate khoảng bao nhiêu tiền cho một cái banner, thì cái hội mình sẽ chịu cho cái tiền có để có cái ban làm như vậy cho nó cái chữ cho nó đàng hoàng. Quý xin trả lời cái câu của chị luôn là ban tổ chức sẽ chịu trách nhiệm ở trên, nhưng mà ban tổ chức sẽ nói chuyện coordinate với tất cả mọi cái hội đoàn để chúng ta có thể viết những cái câu đó bằng tiếng Việt Nam cũng như tiếng Anh, và Quý cũng như Billy cũng như là Châu và anh Kim Long sẽ translate những cái tiếng Việt Nam ra bằng tiếng Anh hết để rồi chúng ta có những cái tiếng Anh rất là xin mời một người cuối cùng để chúng ta và xin mời anh Tùng. Tôi thấy đấy là trong cái danh xưng biểu tình chống ngoại xâm thì tôi thấy cái này nó có vẻ mơ hồ quá. Tại là sao mình không nói là biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, Việt Cộng bán nước và đấu tranh cho tự do nhân quyền. OK, cảm ơn Tùng. Yeah. Good idea. Xin mời anh một người cuối cùng. Xin mời anh Khôi. Dạ, xin mời anh. Có nên có cái press release. Yes, we will. OK, we will have a press release. Bây giờ đây là cái câu cuối cùng. Xin quý vị nào có cái câu cuối cùng, chúng ta sẽ đi đến cái vấn đề quyết định người trưởng và hai người phó. Còn ai nữa là không? OK, anh xin mời. Lên check over. Thưa quý vị, này ngắn gọn và trong đơn bất kỳ giờ của quý vị, chúng ta đi đến ngay đi thành phần của tất cả các ban các chuyên viên. Trước khi đi vào cái đó thì xin được cái ý kiến của bác Tùng, tôi thấy cái đó rất là hay đó. Bây giờ mình biểu quyết cái đó luôn, biểu quyết luôn bây giờ. OK, biểu quyết cái đó luôn, thấy cái đó nó hay hơn là tình sống ngoài sông. Thì không biết là quý vị nghĩ sao? OK, em biết. OK, giơ tay lên chúng ta, nếu mà đồng ý chúng ta giơ tay lên. Đồng ý là ý kiến của Tổng thống. Giơ tay lên. Chống ngoại xâm. Yes. OK. OK, giờ biểu quyết cái đó rồi. Cộng kẽn Việt Nam bán nước. Mình không xài cái tàu cộng được, bởi vì dùng cái chữ đi cho nó có Trung Cộng. Là Trung Cộng. Trung Cộng. Tôi xin đọc lại cái này cho quý vị. Biểu tình chống Trung Cộng xâm lược và Cộng sản Việt Nam bán nước. Còn Việt Cộng, với đừng Cộng sản Việt Nam. Việt Cộng bán nước. Tôi đề nghị nên dùng chữ tàu cộng. Bởi vì chữ Trung á, có nhiều người giới chức người ta phản đối, bởi vì Trung tức là cái sự mà gọi là huy hoàng của thằng tàu, nó cho nó là cái rốn của thế giới, nó không dùng chữ Trung. Tàu cộng chắc hẳn nhất, tàu cộng lại như thế này. OK, bây giờ quý vị có đồng ý như là đâu? Lịch sử gì với tôi nói thế? Tàu cộng và Việt Cộng đúng. Còn mình dịch ra tiếng Anh thì dịch sao thì không thành vấn đề, nhưng đối với người Việt với nhau là tàu cộng và Việt Cộng. Không có bao giờ có một ý gì mà tôn thờ hay tôn trọng nó hết. Mình không lịch sử với tôi nào được. Và tôi ý là thế này. Cái chữ tàu cộng đối với chúng ta đúng. Phải dùng những thứ đó, không thể dùng chữ Trung Cộng hoặc là... Nhưng chúng ta phải có cái rằng là thế giới, tất cả báo chí và ngoại quốc họ dịch chữ Trung Hoa. Đó. Chứ họ không dịch chữ tàu, và đôi lúc nhìn cái chữ tàu cộng không biết nghĩa gì, cho nên á báo chí chúng ta thì chúng ta hiểu là tàu cộng Việt Cộng, nhưng mà
ngoại quốc hoặc là những người khác họ chưa trả hàng liệu mà lịch sử anh giúp chúng ta. Tôi đồng ý cái chữ là cái ý kiến của anh Tùng. Ok, bây giờ cho biểu quyết đi. Bây giờ chúng ta biểu quyết đi, xin chúng ta biểu quyết. Hoa hay là Trung Cộng? Trung Cộng, Trung Cộng, Trung Cộng. Xin mời Liên, cảm ơn Liên. Trung Cộng là Trung Cộng, Trung Hoa. Chúng tôi xin thêm với quý vị thế này. Thì mặc dù là mình sẽ dùng những cái chữ mà bởi vì những Trung Cộng, những cái bọn Tàu Cộng nó cũng không đáng gì cả. Nhưng mà khi chúng ta đi biểu tình như thế này, chúng ta còn biểu lộ cái văn vẻ, cái và lịch sử của quân đội Việt Nam chúng ta nữa, phải hiểu nhé. Nhất là trên phương diện về truyền thông, tôi nghĩ là nó biểu lộ một cái gì nó lịch sử, nhưng mà mình phản kháng cực lực, mình sắc máu quyết liệt phản đối, nhưng mà mình vẫn dùng những cái chữ nó mang một cái vẻ, mang cái văn hóa của những người hiểu biết hơn đối với chiến binh cộng sản tổng cộng với lại cộng Việt Nam. Ai đồng ý với lại anh Liên mới vừa phát biểu đó thì chúng ta sẽ tôi xin có ý kiến thêm một chút xíu như vừa rồi tôi có nói đó. Khi mà chúng ta dịch qua tiếng Anh ấy, thì chúng ta dùng ví dụ như là red tie là không biết được để cho người ngoại quốc người ta thấy cái văn hóa của mình. Còn nói về cái lịch sử á, là theo tôi nghĩ là dùng chữ tàu cộng là lịch sử lắm rồi. Còn nếu không á là tàu phù. Thành từ đó tàu tôi muốn là tàu thôi. Ok, bây giờ tàu mà nó theo cộng sản thì là tàu. Ok, cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ biểu quyết người nào đồng ý theo cái cách mà anh Liên mới vừa nói thì chúng ta sẽ giơ tay lên. Nói là cái gì mới được. Liên nói là Trung Quốc. Liên nói là Trung Quốc. Trung Cộng là không. Biểu tình chống Trung Cộng xâm lược và cộng sản Việt Nam bán nước, quý vị nào đồng ý cái này? Cái nào đồng ý giơ tay lên. Dạ. Ok, coi như là đại đa số rồi ha. Tôi không phải ý chứ cộng sản Việt Nam viên cộng. Không có cộng sản Việt Nam không nói một gì. Ok, chúng ta phải tổng hợp. Tôi đề nghị thế này ạ, cho tôi tóm tắt lại này. Biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, phết Việt Cộng bán nước và tranh đấu cho tự do nhân quyền Việt Nam. Đó là một. Còn ai có gì nữa xin lập lên. Xin được thưa là như vậy. Ý kiến của bác được ghi xuống. Ý kiến của anh có ý kiến gì anh nói là tôi cũng dung hòa một chút là tôi đồng ý. Còn nếu mà theo cả ý kiến của tôi là tất nhiên là bây giờ anh không có ý kiến gì vậy. Rồi. Ok. Tuyệt đối không có ý kiến gì không? Một khi chúng ta bầu và đa số rồi thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Và xin thưa là còn cái gì nữa không ạ? Không, bây giờ chúng ta chỉ có một thôi. Như vậy quý vị đồng ý với lại cái chuyện gì? Biểu tình chống Trung Cộng xâm lược và Việt Cộng phá nước. Bỏ trước là đúng không? Rồi, ai đồng ý cái đó vô tay. Quất bà đi. Quất bà đi. Quất bà đi. Quất bà đi. Việt Cộng phá nước. Ok. Rồi, biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, phết Việt Cộng phá nước và tranh đấu cho tự do nhân quyền tại Việt Nam. Rồi xong. Ok, nếu đồng ý xin quý vị giơ tay. Giơ tay. Một cơ hội thôi. Chết gì rồi. Rồi, trong ok. Xin cảm ơn quý vị. Ok. Rồi. Không không bây giờ chưa giấu được. Thưa quý vị, việc chúng ta đi vào các ban thưa quý vị, chúng ta sẽ đi cái này rất là nhanh bởi vì chúng tôi nghĩ rằng tất cả quý vị ở đây, quý vị đều có tinh thần. Và khi chúng tôi xướng ban nào thì xin quý vị cảm thấy rằng mình có thể đảm nhiệm cho cái ban đó, xin quý vị cho chúng tôi biết liền. Thứ nhất là ban hành chính, xin quý vị nào giúp cho vấn đề ban hành chính. Ban hành chính thì cũng chưa có, anh là đây cũng là một rồi. Tôi đề nghị bên hành chính với anh Lạc rất là giỏi về bên hành chính, tôi đề nghị anh Lạc đó. Cho phụ tá đi. Rồi, kế đến, ban tài liệu. Xin quý vị. Ban chuyển dịch tài liệu, ok, có nghĩa là chuyển dịch cái tài liệu. Billy với lại Hiền. Hôm nước, hôm trước thì anh Nguyễn Trung Long. Anh Long. Có ba người là Quý, Billy với lại anh Long đi, ban chuyển dịch tài liệu á. Kế đến là ban giao tế. Ban giao tế này cũng xin đem. Xin mời anh Tú đi, ban giao tế anh Tú đi. Bà Hiền đi. Cái gì quý á? Tiếp tân tu lo. Hứa quý. Tiếp tân. Giao tế với truyền thông là đi với nhau. Là giao tế với truyền thông thôi. Giao tế và truyền thông.
đúng rồi, ban giao tế và ban truyền thông đi một. Xin mời chị Hiền đi, chị Hiền. Vâng, về ban giao tế và truyền thông là một đi, thưa quý vị. Là một đi. Xin vị nào giúp. Cái đó tôi đề nghị anh Nhơn, anh sẽ lấy anh nói tôi là. Ok, anh Nhơn. Anh Tùng. Dạ. Yes, Tùng Nhơn. Dạ. Giao tế và truyền thông. Ban giao tế và truyền thông thì ông Dương, mà giao tế là có anh Tùng đại diện. Anh mời anh Cường ở trong đó luôn đi, anh Cường. Dạ, tại vì anh ở trên Los đó. Dạ, chúng ta giao tế nhiều bên Los. Anh Cường với lại chị. Tôi đề nghị. Tôi không có từ chối đâu, nhưng mà có lẽ cái ban giao tế đó nên có những anh em trẻ giỏi thông thạo cả tiếng Anh tiếng Việt. Billy. Chứ còn nếu mà nói năng nó không có. Dạ, xin mời mình đề nghị anh Billy với lại cái ngày đó. Dạ, yeah. Billy and Châu. Đúng rồi, Billy. Châu, Billy với Châu hay giỏi lắm. Dạ, yeah, tại vì ở đây vừa họ muốn người trẻ vào đó, Billy. Come on. Thì cái ngày đó thì mình đứng. Ok. Thăm đến thì mình phải nói thôi, chứ nhưng mà Billy muốn làm công binh. Em ban thắp đến hả? Ok. Cái không, gì Châu? Cái gì Châu? Không, cái đó lúc đầu đó, Billy. Cái gì Châu? Người ta đến lúc ban đầu đó. Khoan, sẽ nói cho người nào nói họ, nó đồ lên luôn. Dạ, yeah, em là... Nina Châu. Nina Phương Châu. Trong ban giao tế thì Phương Châu thì cũng không có rành cho mấy, cho nên cũng không dám nhận. Còn Billy, trong Billy phong hồn mình lớn. Đây này có mấy bác lớn rồi, các cụ cháu chỉ nói về từ Trung Mỹ thôi. Có bác cho bác Tùng mấy bác Nhân rồi. Có ai muốn volunteer là về vấn đề ban giao tế không? Xin mời mấy anh chị. Anh này tướng phong độ nè. Tướng phong độ là bắt vào hết á. Có thể nghe Billy sẽ thêm một chút thêm. Anh Billy, thế rồi, ok. Again, Billy với lại Châu, can you... Nếu mà có các bác chị... Dạ, yeah, ok, sẽ hướng dẫn cho cô Hiền. Các bác, không, có bác cơ. Có bác với lại cô Hiền sẽ hướng dẫn. Ok, ghi với Dina Châu với lại Billy vào đi. Dạ, ban giao tế đó. Ít nhất là phải có 3 người trở lên. Anh Tùng nữa nè. Anh Tùng. Ok, rồi. Anh Tùng và anh Phan Kỳ Dương nữa. Yes. Ok, rồi bây giờ. Ban trật tự và ban hướng dẫn xe là một đi. Dạ, ban trật tự. Ban trật tự với ban hướng dẫn chưa chắc là một được. Nếu không ấy thì mình phải hỏi bên anh Nếu có thế này, cái nhân sự thế mà chia điều này thì nó sẽ thất bại. Vì biết là cái khu vật kinh nó mấy chỗ rồi. Thành ra tôi xin quý vị phụ giúp khu vật kinh. Okay. Còn vấn đề trật tự, vấn đề an toàn đó có thể là tôi cứu một hai cái người mà CNC của phần mà tôi biết được. Đó là giúp mình. Lý hội á, những cái việc rất cần thiết. Bây giờ mình cần bổ sung thêm ban trật tự, ai có thể lo thêm ban trật tự nữa? Dạ. Để mà phụ giúp với khu vật kinh. Ông chuột này, ông Tiến này. Ông dẫn đầu xe đó. Không, ta có công việc đâu. Không, tôi làm mà tôi... Không làm nhiều nữa, đúng. Chỉ có là an ninh ở tại khu vực thì được, chứ còn đi ra... An ninh tại khu vực phải không? An ninh khu vực thì tôi... Chính là thì anh sẽ phụ tôi nhiều việc lắm. Dạ. Bởi vì anh sẽ trao cờ trước 4 giờ, đúng rồi, ở khu vực đó. Thứ hai là phải rời xe khu vực kinh cho VIP. Đúng rồi. Có những chuyện mà không anh Chính thì không được đâu. Phải không, ở trong này có nhóm anh em anh Khánh nên phải lo cho tôi mất rồi. Anh Huy nhớ ghi anh Chính vô trong Chính là cái gì? Anh Chính là... Phan Văn Chính. Không, cái gì? Tổng nhiệm vụ là gì? Anh lo, cái nhiệm vụ của anh là... Trật tự và... Không, anh lo, anh trật tự với tôi. Trật tự, hơi bình ngu. Trật tự Chính thì không thể nào... Tôi xin được thêm cái này, tôi mới nói chuyện với anh Minh xong. Thì cái vấn đề là tôi có rõ thứ nhất anh Tiến, là quý vị tiếp một tay để những cái việc đó. Cái đó chỉ là lúc đầu mà thôi. Cái điều tôi nghĩ là chỉ lúc đầu thôi. Tất nhiên là khi mà người ta tới á, mình cố gắng làm sao để mà mình đưa họ vào trong đó, chứ không lẽ mình đứng ngoài đó hoài để mình coi xe người ta trong đó, cái việc của người ta mình không lấy được. Thì nếu tôi nghĩ là chỉ lúc đầu thôi, rồi sau đó quý vị vô, chứ không có ai mà đứng đó cũng tội nghiệp họ lắm. Nếu mà làm được chuyện đó thì tốt, mình kênh xe cho những người mà tới tham dự được thì tốt, nhưng mà không làm được á thì quý vị ít nhất là lúc đầu quý vị hướng dẫn cho họ vô, họ đậu xe như vậy rồi quý vị trở lại khu vực tổ chức. Tôi được lời của Hòa Thượng Thích Nguyên Ký dặn dò là ủng hộ cho ban tổ chức 100 đô. Oh. Ok. Đưa chân nhân. Nhân. Đến rồi. Dư Ly lo về ban thắp nến. Không, bây giờ nếu mà đậu xe xin mỗi một hội cho
Vấn đề đầu xe thì chúng tôi xin quý hội đoàn, mỗi một hội đoàn cho bên hội liên hội cư sĩ một hay là hai người. Thưa quý vị, tôi nhận thấy rằng là chúng ta có rất nhiều hội đoàn, nhưng mà không biết là quý vị còn e ngại lắm, thành thử ra quý vị chưa có nhận cái trách nhiệm. Nhưng mà nếu mà quý vị không nhận trách nhiệm gì thì ít ra cái trách nhiệm mà anh Như đang là lo đó, mà kể không phải là của anh Như không, mà của ban tổ chức đang lo là làm sao chúng ta giữ được trật tự ngày hôm đó. Thành thử xin quý vị, những cái đoàn thể nào mà chúng ta cảm thấy có người được, chúng ta hãy giúp cho tổ chức, và đặc biệt là giúp cho bên Liên hội Cựu chiến sĩ trong cái vấn đề trật tự. Dạ, xin mời anh Cường. Chúng tôi xin đề nghị với ban tổ chức đã giao trách nhiệm cho hội đoàn nào hoặc cá nhân nào yêu cầu quý vị, yêu cầu họ tới đó trước cái giờ của chúng ta làm việc. Hai mặt. Bởi vì thế này này, có nhiều lần đã giao cho trách nhiệm, nhưng mà lúc nào cũng đến trễ không ạ. Bắt đầu giờ làm việc, giờ khai mạc mới đến. Thành ra cái đó là cái rất trở ngại cho chúng ta, nhất là cái bàn tiếp tân. Cháu nghĩ là mình còn phải đi xa hơn cái đó một chút xíu nữa. Là tôi xin được nói luôn là quý vị nhận trách nhiệm ngày hôm nay, quý vị toàn quyền về để mà lập lên cái kế hoạch của quý vị muốn làm cái gì ngày hôm đó. Quý vị đã hiểu được tổng quát rồi, quý vị làm kế hoạch. Phiên họp tới quý vị sẽ trình bày cho tất cả mọi người, quý vị dự tính làm như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, có được hay không? Yeah. Tất cả mọi người sẽ góp ý là good, go ahead and carry out, hay là không được, thay đổi cái này chút xíu, thay đổi cái kia chút xíu. Chúng ta sẽ phải họp lại và thông qua với nhau, chứ không đợi tới ngày hôm đó mạnh ai người làm. Xin mời anh Trinh. Cái ý kiến là cái ngày đó mình có biểu tình trước đó, thành ra cái vấn đề cờ phí nó cũng nằm trong vấn đề cần thiết lắm. Mình có tới vài ngàn người thì cờ ở đây thì tôi chỉ có khoảng 100 cây thôi, nên tôi đề nghị là mượn cái số cờ hôm Tết treo ở trên đường Bô Cha đó, cờ của bên sinh viên giữ đó, mượn 100 mấy chục. Có thể như thế này, ở trong đó còn gần 300 cây cờ mà có hơn 100 cây cờ mới, còn lại gần 200 cây cờ cũ. Nhưng mà hôm nay tôi đã xin được khoảng 160 lá cờ mới rồi. Wow. À, tôi dự trù xin thêm đủ 200 mấy order mua cờ. Thì tôi xin dọn hết cái số cờ hôm Tết lại. Để tôi một là thay cái cờ mới, hai là dùng 100 mấy lá cờ đó để cùng với lại cái ngày đó để chữ tình luôn. Yeah, ok, cảm ơn. Rồi, anh sẽ coordinate với lại Billy. Dạ, hồi hỏi ban tổ chức anh luôn, nếu đồng ý thì đề nghị. Yeah, ok, tôi sẽ lên nhận thôi. Billy ghi ra số nhập đi. Okay. Rồi khi nào mà con cần xe nói chú chính là trả. Dạ, chúng ta chỉ còn có 10 phút thôi. Chúng ta chỉ còn có 10 phút thôi. Chúng ta sẽ chắc chắn lúc 9 giờ. Đúng giờ, dạ. Bây giờ nếu mà cái bài hoàn thành nhất là bắt này tránh. Trong những họ trước đây chúng tôi cũng đã đề cử các chị như chị Thanh Hiền và chị Trang. Dạ, chị Trang. Và các Diệu Chi. Chị dạ. Nhưng mà tài tránh là làm cái gì bây giờ? Giữ tiền. Giữ tiền. Tiền thì được, chứ mà đi xin tiền thì chắc không biết làm sao. Xin được thưa với cô, một điều rất là nhẹ nhàng. Ngày hôm đó đó, sẽ có một cái lúc nào đó, cô nhắc với vị Dũng hay nhắc với ai nếu mà trong chúng ta thông qua chỉ kêu một lời gọi và tất cả những người đó là lo vấn đề mà donation đó. Dạ, yeah. Đúng là mấy cái hũ đó. Ok, chuẩn bị ngày đó là tôi cái thùng đó, cái thùng đó chia nhau đó. Và phải chặt chẽ những cái đó, không có để cho ai, nếu mà thùng không đúng đó, là không cho tiền. Dạ thôi, xin mời. Dạ, cái thùng để mà đi chuyển tiền đó thì bên chúng nó cái gì nữ. Có tự nó phụ giúp trong đó. Ok, Nga chị Bích là vừa an ninh trật tự mà vừa thì đúng rồi, xin các chị giữ bí mật cái thùng đó như thế nào để cái lúc bây giờ chỉ nói cái thùng đó quý vị mới bỏ tiền thôi, còn tôi không có bỏ tiền. Chị Trang với là chị Hiền kia người nữ nữa, bắt áo dài rồi đó, chị Chi nữa phải bắt áo dài rồi đó đi. Hàng hai chị này nữa là 5 người. Đúng rồi. Chị này nữa 6 người. Tôi có 5 người nữ nữa. Ok. Ồ, dư rồi. Điều tới, dư tới 5 người nữa. Nhưng mà trưởng ban là hai cái chị kia thôi. Ba chị kia. Xin được thêm với lại cô Huyền đó là không phải tới ngày hôm đó đâu, ngày hôm nay thí dụ từ ngày hôm nay đi mà mình nghe rằng như vậy đó. Những người họ ở bữa đó là chắc chắn là trên 10.000 đô la rồi. Cái gì cô nói chuyện người này người kia họ sẽ cho. Chắc chắn trên. Xin mời cười. Chúng tôi xin đề nghị với quý vị cái vấn đề mà xin tiền này. Là cái thùng nào đó, những cái thùng xin tiền đó quý vị phải
có một cái dấu nào đó. Đúng. Bởi vì ở đây chúng tôi đã thấy xuất hiện cũng khá nhiều rồi. Ngay tượng đài chiến sĩ đã cũng có một vài cái thùng tiền đến để quyên, mà tôi không biết đến cái người đó ở đâu. Đúng rồi. Đó thì cái đó chúng ta phải nên cẩn thận. Bởi vì có những kẻ lợi dụng. Cái thứ nhất, cái thứ hai tôi cũng đã thấy nhiều ông đi xe lăn mặc áo cà sa đi vào trong đó để xin tiền quyên tiền. Cái đó là những cái mà mình phải có biện pháp với họ. Đúng, đúng. Ok, cảm ơn anh. Cái đó là cái theo chú Cười nói đó là em thấy là rất là chính xác. Thành thử ra bây giờ trong cái ngoài cái trật tự mà vấn đề ở ngoài bãi xe đó là nó quan trọng là trong cái khuôn viên của cái ngay cái tượng đài để mà mình làm lễ. Tránh những thành phần đó, và thành phần thứ hai nữa là thành phần quan trọng nhất là nó sẽ có những nó có nhiều mưu mô lắm. Là nó sẽ kiếm chuyện gây gổ với người này người kia, hoặc là nó sẽ làm cái gì xáo động để cho gây ra cái chuyện này chuyện nọ. Ok, ban tổ chức sẽ có ý kiến. Thật sự ra đây là cái ước muốn của tất cả anh em chúng ta, mà cùng với cái đề nghị của bên trung tâm ASEAN nó mới thành. Và trong bất chợt ngay cái ngày đại nhạc hội các năm đó, thì coi như là cái quyết định đầu tiên là giữa tôi trước Hồ Việt Dũng ngay ở tại phía sau cái sân khấu đó để đưa ra cái ngày 14/9 này, và đồng ý rằng đây là chỉ là những cái giai đoạn đầu tiên, rồi chúng ta sẽ tiếp tục làm công việc nữa. Thì cho quý vị hay là tới ngày hôm nay trung tâm ASEAN đang lo tất cả mọi việc, kể cả bảo hiểm như là giấy phép thành phố, deposit tiền của thành phố xong, có những cái chuyện mà ASEAN sẽ trợ giúp chúng ta vấn đề này. Do đó cái việc mà để những thùng tiền tôi thấy không nên thực hiện. Bây giờ chúng ta, những người anh em ở đây, mình nên đi xin tiền bằng mọi cách, vận động tôi, vận động anh Nhân, vận động chị Hiền, vận động anh Cừ, vận động được bao nhiêu hay bao nhiêu. Còn lại, xin lỗi, các hội đoàn mình mỗi người về 30-500, về 100 bạc. Hơn là để chúng ta đi làm những thùng tiền nó sẽ có ảnh hưởng không này, không tốt lắm. Ok, ok. Đúng rồi, chúng tôi xin đề nghị thế này. Nếu anh em chúng ta đi vận động tiền, chúng tôi xin ban tổ chức làm một cái văn thư cho chúng tôi cầm cái đó đi, thì cái đó mới dành cho nguồn thuật. Còn bây giờ nếu chúng tôi tới xin mà không có cái văn thư nào, họ nói anh xin tiền cho ai, cho anh à? Đó, cái đó là không thể được. Và Liêm sẽ làm đó. Chúng ta còn 7 phút nữa, giờ xin mời Liêm. Và như vậy coi như là quyết định là mình không xin tiền, không xin tiền đúng không, không tốt cả, không cần. Còn bây giờ xin tiền chỉ có cái là xin được đưa cái lại cái ban tài chính chi cái ý của chú đưa ra đó. Nếu mà quý vị mà xin được như ngày hôm nay chúng ta có được hòa thượng thanh tọa gì đó cho mình, thì trong những cái ngày tới này nếu có thể được mình trên cái thông báo của mình có thể được mình nêu lên, thì như vậy đó họ thấy được rằng là mình biết cảm ơn họ, và đồng thời là mình nêu cái danh sách của họ cho đóng góp. Dạ. Tôi xin là chủ tịch cộng đồng ông phó đó bên công giáo đó nói mình làm cách nào để cho tụi tôi đến với ông cha tôi xin tiền, là bởi vì hôm vừa rồi đi biểu tình là mấy ông sư cho không à, mà chúng tôi để dành cho kỳ này cho mấy ông cha. Đúng cha biểu tiền lắm, không có tiền đâu. Thành ra quý vị, chúng tôi sẽ đến các chúng tôi mình nói với tụi nhân dân chúng tôi đến. Cô Hiền ơi, cô Hiền, cô cầm cái lá thư của ông chủ tịch cộng đồng công giáo đây tới. Bây giờ chúng tôi xin theo với quý vị thế này, xin tất cả mỗi quý vị ở trong các đoàn thể, quý vị ngay cả những nhóm nhỏ của chúng tôi, các anh ấy đều đã có tiến hành cái chuyện mà để phải xin những mạnh thường quân để ủng hộ, thì cũng đã được một số, tuy nó không nhiều nhưng mà cũng có được một số để chúng ta góp phần một việc tiền để chi cái vụ biểu tình này. Tôi nghĩ rằng mỗi một đoàn thể chỉ có một chút thôi, ngay cả cái chuyện mà có thể xin các đoàn thể hãy đóng góp cho mỗi cái banner của mình, đóng góp cho khi mà phải chi phí cho cái đó nó cũng không đáng bao nhiêu, thì khi mà góp lại như vậy thì công việc chung của chúng ta rất là nhẹ nhàng, nó không nói gì. Bây giờ trở lại một phút, chúng tôi xin được thưa với toàn thể quý vị về cái việc tổ chức của chúng ta. Chúng tôi rất là ngưỡng phục cái tinh thần làm việc của Liên hội cựu chiến sĩ là anh Phan Đăng Lưu và trung tâm ASEAN. Đây là cái ý kiến đầu tiên của trung tâm ASEAN
cùng với Liên hội Cựu chiến sĩ là làm ngày 14 tháng 9. Chúng tôi đại diện cho các đoàn thể của trong cộng đồng định dự định một cái ngày khác, không phải ngày này. Nhưng sau khi bàn bạc và suy nghĩ, chúng tôi cần nghĩ rằng chúng ta cần phải làm một hỗ trợ nhau để làm một việc lớn chung, bởi đó là việc của chung của đất nước. Nên chúng tôi mới ngồi lại để mà cùng với Trung tâm Asia và Liên hội Cựu chiến sĩ cùng các đoàn thể để tổ chức ngày này. Và khi chúng tôi đề nghị như vậy thì anh Văn Đông Lưu, Liên hội Cựu chiến sĩ và Trung tâm Asia rất là sẵn lòng và mở rộng làm cái điều này cho tất cả cộng đồng chúng ta. Chúng tôi xin rất là tri ân và ngưỡng phục với tinh thần làm việc của chúng ta. Có một tin vui, chúng ta có một tin vui đây. Làm thương Việt. Dạ, dạ. Mời anh, mời anh. Việt đóng góp trong miền Bắc tổ chức trong ngày lễ này. Chúng tôi xin đây là một cái câu chuyện nhỏ thôi. Chúng ta chuyến này chúng ta làm hy vọng rằng nó không được như Trần Trường hoặc không được như cái kỳ bỏ phiếu vừa qua, thì ít nhất đó, chúng ta cũng có khoảng độ 10.000 người. Bởi vì thưa quý vị, cái cuộc biểu tình mà chống thằng lãnh sự quán đó, của Việt Nam của Việt Cộng đó xuống vùng tôi ở đó, thì cái khí thế của hôm đó vào khoảng độ hơn 100 người, mà có một tên Việt Nam nói trên báo chí rằng là chỉ có 20 người. Đồng thời lại còn chửi tụi tôi rằng là giữ các kẻ vô học, không dùng được cái chữ nghĩa của người Việt Nam. Thôi nói bỏ đi. Tôi tiếp theo đi, ban tiếp tân tiếp tân. Tiếp tân là mấy chị em tôi nhận. Tôi thấy tiền nữa vẫn nhận rất quan trọng. Chứ đừng có nó không nhỏ gì cái phần phần hành khác đâu. Cái đây là cái chuyện mà vừa giao tế vừa lịch sử, tất cả mọi chuyện của ban tiếp tân này. Thành ra thật sự ra nếu mà trường hợp giao, nếu mà chị Hiền chị trách nhiệm hoặc là chị Trang mấy chị trách nhiệm là bên có đó. Quyền thảo luận và đề nghị với chúng tôi. Đúng rồi, ba chị đó đi. Để chúng tôi có thể tăng cường người, những người có khả năng. Yes. Để cho quý chị có thể giúp làm được những cái công việc. Đây 100. Rồi, tôi tặng 100. Rồi, dạ. Vậy vì có cái danh sách khoảng 10 người ngày mai mình đọc trên tờ đài được không? Trần Thánh Hiền. Thật sự ra là quý vị thấy không, bây giờ chúng ta đây là nói chuyện tranh đấu về diễn đàn Kỳ Tô Hữu dân tộc 100. Như cái hôm ngày 30 tháng 4 chúng tôi chỉ lên đài mình cho quý vị biết rằng chúng tôi chỉ làm bằng cái tiền túi của các hội đoàn chúng tôi đóng lại. Khi chúng tôi tổ chức cái buổi chào cờ tại trước ở chỗ Phú Lộc Thọ, có một gia đình, một bà chị nó cầm tới 1.000 đồng bạc, nó đưa nó tôi giúp cho các anh. Nghe nói như vậy đó, thì đó ra tới ngày quỹ 30 tháng 4 tôi vẫn còn, tôi gửi cho Bí Lý rồi. Đó là tôi nghĩ. Nói chuyện rõ ràng nghe mình, bởi vì mình lấy tiền mà đóng góp bằng cái hội đoàn của mình, còn mới đem ra đây, mới giờ giả dụ mình đã được là dài 30.000 nữa, thì cái đó nó cũng không quý bằng cái chuyện tự mình đấy. Dạ thưa quý vị, khi 1.000 đó đó, 1.000 đó, cảm ơn em, wow, khi mình đó, cộng đồng chúng tôi cùng nhau đi, đó, không cứ bài đóng góp 1.000 hôm đó, mà sau này cũng có trả tiền xe đò cho một số cuộc đi biểu tình, hai ông bà rất tốt và rất hăng say về vấn đề chống cộng. Sự trợ giúp của Asia là coi như mình hết 2/3 cái chi phí rồi. Mình chỉ còn có những cái chuyện mà lặt vặt ba cái banner, ghi vô đó. Giờ Billy mua ba cái nến cái hả? Những cái chuyện vậy thôi chứ mấy đứa. Nó mua nến điện anh. Đến điện. Điện cho ta an toàn. Dạ dạ. Vâng, thưa quý vị, như vậy chúng ta chọn một ngày họp lần tới là một lần sau cùng trước khi mà trước ngày 14 tháng 9. Thưa quý vị, cái ngày nào thuận tiện cho quý vị. Thứ ba còn tới. Hay là một tuần nữa đi là thứ năm. 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 Thứ năm.
Những năm 8 tháng 9. Tôi có ý kiến này. Tôi nghĩ là mấy cái badge cho ban tiếp tân và ban trật tự rất là quan trọng. Và cái ban tổ chức đó, tôi đề nghị là anh Khôi vẫn là người chuyên viên làm cái này. Ok, Khôi, Khôi, Khôi. Ta sẽ làm mấy cái báo để mà cho ban chức các ban trưởng cũng mang cái thông báo này, báo là trong năm đó người có trách nhiệm ban trật tự ngày 8 tháng 9 năm 2011 cũng tại đây phải không? Tại đây anh Thanh Tùng trong nước Thanh Nhiên Thanh Nhiên rất đầy nói với anh là làm bao nhiêu cái đúng rồi cứ năm luôn ngày thứ năm thì chúng tôi sẽ làm chú đúng tại đây phải không? Tùng chú Tùng chú chỉ đạo phòng này tôi biết là rất nhiều quá thường thường có ở đây một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị. Cảm ơn anh Chí đã cho một cái presentation rất là chi tiết. Cảm ơn anh Chí. Thank you anh Chí.